Xin chào tất cả thầy cô và các bạn. Em tên là Lương Khánh Linh, học sinh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Tư Mại. Em tham gia cuộc thi giới thiệu sách với chủ đề sách và khát vọng cống hiến. Em sẽ mang đến cho mọi người một cuốn sách có tên là Hạt giống tâm hồn của rất nhiều tác giả. Có ai mà chưa từng một lần trải qua vị đắng của cuộc sống, lâm vào những tình huống, hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc và không biết chọn lối đi nào, và dường như mọi dự định, mọi ước mơ đều sụp đổ, không còn điểm tựa, cảm thấy hụt hẫng và không muốn làm gì. Chỉ có ý nghĩ chấm dứt buông xuôi trôi đi những nỗi buồn. Những lúc như vậy, hẳn ai cũng cần động lực để đứng lên, và tôi cũng vậy. Tôi đã từng tìm cho mình những cuốn sách về cuộc sống nhằm khắc phục những hạn chế và đưa ra cho mình những bài học kinh nghiệm, cho đến khi tôi tìm thấy cuốn sách có tên là Hạt giống tâm hồn. Cuốn sách đã làm không ít người thức tỉnh về bài học cuộc sống, đem lại sự đồng cảm cho nhiều người. Hạt giống tâm hồn, một cuốn sách của rất nhiều tác giả nổi tiếng về các câu chuyện nghệ thuật sống và giá trị đạo đức, được công ty Fish New Chí Việt góp mặt sưu tầm. Bộ sách có nhiều màu sắc, kích thước 20x13, năm xuất bản là tháng 11 năm 2016. Trọng lượng của cuốn sách là 250g. Nhà xuất bản là Nhà Tổng hợp Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ sách là nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy con người vươn lên trong mọi nghịch cảnh, chiến thắng chính mình và sống xứng đáng với phẩm chất của mình. Cuốn sách Hạt giống tâm hồn có câu nói của Oprah Winfrey rằng: cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Thế nhưng, hãy tin rằng mọi chuyện buồn đều lướt qua chúng ta rất nhanh, như một đoạn phim ngắn. Cuốn sách đem lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Mỗi người sẽ cảm nhận riêng về cuốn sách. Riêng tôi, sự kiên cường ý chí vươn lên chống lại chông gai của từng nhân vật trong cuốn sách là cảm nhận tôi từ họ. Hạt giống tâm hồn, một cuốn sách viết lên những bài học quý giá dành tặng cho những người đang phải đối đầu với những thử thách mà cuộc sống đem lại, là người bạn tâm sự sát cánh bên ta khi nỗi buồn ập đến, cũng là cuốn sách lấy đi những giọt nước mắt đầy cảm xúc trong trái tim người đọc. Tôi dường như đã hiểu thêm về cuộc sống này. Có những người bất hạnh và đau khổ hơn ta, nhưng vì họ tin và họ đang thấy những điều kỳ diệu và tiếp tục cố gắng. Cuốn sách như một trang mở đầu trong tôi, biến tôi từ con số 0 và biết đứng lên dần mỗi khi vấp ngã. Đắc tâm nhất, ngoài cảm nhận về cuộc sống, tôi đã biết thêm cho mình những bài học quý báu. Trước đó, tôi biết tôi đã đặt ra hàng trăm lý do, hàng trăm câu hỏi làm sao để dẫn đến thành công và làm thế nào để chạm được đến con đường tương lai tốt. Hầu hết những lý do đó đều không có câu trả lời và không có cách giải quyết. Nhưng đến giờ, tôi đã tìm thấy câu trả lời trong Hạt giống tâm hồn. Chỉ bằng hai chữ nỗ lực, hạt giống tâm hồn như phép màu kỳ diệu, cách chúng ta khi phải thực hiện thử thách, những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua, nhưng chỉ cần có ý chí và niềm tin như bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó và chạm đến đích thành công. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta mang một sức mạnh ý chí gạt đi những giọt nước mắt đau khổ để đứng dậy sẵn sàng đối mặt với những khó khăn đó, thì ta sẽ nhận ra đằng sau những giọt nước mắt đó vẫn còn một niềm vui hạnh phúc. Và trái lại, nếu dễ dàng vứt kiếm buông xuôi thì ta chỉ nhận được thất bại song song với những nỗi buồn ám mãi không buông. Có những lúc tôi thất bại và muốn lùi bước lại, nhưng rồi tôi đã cố gắng bước lên vì hạt giống tâm hồn.
mang cho tôi những sức mạnh vi diệu ấy, hạt giống tâm hồn. Cuốn sách mang lại niềm tin cho mọi người và đem lại phần nào thành công cho ta, giúp ta thấy được giá trị của cuộc sống. Cảm ơn hạt giống tâm hồn. Cuốn sách giúp tôi nhận thức đúng về giá trị bản thân và làm nguồn động lực khi tôi vấp ngã, thất bại trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn và các thầy cô đã lắng nghe. Và cuối cùng, em xin chúc các thầy cô mạnh khỏe ạ.